em hỏi anh một lần nữa, anh có khai hay không? Anh nói là anh không biết gì hết tiệp à. Bây giờ có khai hay không hả? Anh nói anh biết thiệt mà. Bây giờ anh có khai hay không? Khai không? Ngày hôm qua ba không hề đi thăm bệnh, đúng hay không? À, trời ơi, hổ chưa trả lời nữa là nghỉ rồi. Xin lỗi. Chị ơi, có điện thoại trường. Bây giờ không trả lời đúng không? Ba làm gì vậy ba? Làm gì? Có gì đâu làm. Bây giờ em đếm 1 tới 5 mà anh không trả lời em là anh biết tay em. 1 nè, 2 nè. Trời ơi, không biết gì rồi. Trường gọi điện thoại tới cho chị nè. Cảm ơn em. Anh, lát vô phòng em lấy bông băng thuốc đỏ nha. Dạ, tôi nghe ạ. Ba định đánh chị hả ba? Đến cũng xin nhiều chuyện. Dạ. Dạ, tôi biết rồi. Dạ. Dạ, tôi sẽ lên trường liền. Dạ. Dạ. Hên cho anh đó, lát nữa về đi rồi tôi xử anh sao. Giờ anh lên. Trước khi đi có một xử cái nữa hả? Giờ anh lên. Kẹp lại, giữ nguyên hiện trường này, lát về tôi xử lại bên kia. Sao rồi? Đi nhẹ ba. Nó làm cái gì con? Hả? Kể cho ba nghe. Cô ấy tra tấn cánh tả của con. Trời, đàn ông gì mà chịu đựng dữ vậy? Ba chịu đựng nổi không? Quan trọng ở đây á là không cho nó biết, hiểu không? Con biết rồi, nhưng mà con nghĩ không nói thiệt không được đâu ba ơi. Từ. Bây giờ mình còn cách nào biện minh khác không ba? Biện minh cái con khỉ, bây giờ nói khác con này nó nghi ngờ liền. Ở đây là gì? Giữ bí mật, bây giờ con phải chịu trách nhiệm cái lời của con nói. Không cho nó biết, hiểu chưa? Dạ, nếu như vậy cô ấy sẽ không dừng lại ở cánh tả đâu, mà còn sẽ chuyển qua cánh hữu. Chịu đựng. Dạ, con biết rồi, con sẽ chịu đựng vì ba mà. Ba sao vậy? Nó về hả? Dạ đâu có. Mày là ba đó không mày? Con đi dưỡng thương mà. Anh Ngọc, anh đứng lại đây cho tôi. Ủa, anh tưởng anh trốn tôi được hả? Không biết thiệt mà. Không biết. Ai nào à trời. Bây giờ anh có khai không? Anh với bà đang làm cái gì hả? À, chụp coi à. Ở ngoài đó đừng có la nữa, trong này quan tâm lắm. Hai ba lên. Năng lượng mặt trời có lên. Cứu con mẹ ơi. Sao rồi? Con lại ra không được nữa hả? Mày một chút, mày vô liền. Ra, đứng yên ở đây đợi em hay chưa? Mày vô liền. Không phải. Nè, còn có nói gì cho nó biết không? Dạ, hả? Dạ không. Bà ơi, với tính cách của cậu, trước sau gì cậu cũng sẽ tìm hiểu ra thôi. Bà coi cách giải quyết giúp con, mà con chết bà. Không được nói nghe chưa? Với tính cách nguồn gốc của con á, chỉ có cách đó là cách duy nhất. Chịu dở vậy? Chịu dở chút xíu mà đang đau cái gì? Thì gồng lên, dán cái miệng lại, hiểu không? Nhắc lại lần cuối, rác mà con thải ra đó là con phải tự dọn, nghe chưa? Trời ơi! Anh đâu rồi? Anh lại đây cho tôi! Chết cột bà! Bà!
Mày lên phòng của mày đi. Không được đâu. Đi. Vô trong kia không được. Vô trong kia đi. Mau. Rút. Anh chết đành cho tôi nghe chưa. Anh đâu rồi? Hả? Anh không. Anh đứng lại cho tôi. Thằng thiết tình ngu ngốc. Anh đi ra đây cho tôi. Ra đây. Em biết anh ở trong này mà. Anh trốn hả? Đi ra đây. Để một cái bà bây giờ đã không? Anh không biết gì hết vậy cơ à? Không biết hả? Thiệt á. Không biết hả? Không biết mà. Không biết. Ủa dạ. Chết anh với tôi nghe chưa? Ai da. Anh không biết thiệt mà. Ai da. Ai da. Mà la dữ vậy? Gãy tay anh rồi. Trời ơi. Sĩ ơi, em rể bị gãy tay rồi nè. Sĩ ơi, anh rể em bị gãy tay rồi kìa. Sĩ ơi, sao rồi con? Gãy tay rồi hả? Trời ơi, làm sao giờ? Ôi ra. Ôi sorry sorry. Ráng chịu kiên cường. Mày khiên cường lên con ơi. Con sẽ chịu trách nhiệm. Ráng lên. Mày tâm con sẽ chịu trách nhiệm mà. Thôi không có đôi ba trong mày. Không có đôi ba trong mày. Anh đâu chưa? Anh ở trong kìa, nhanh lên. Sao đi gãy tay dữ vậy anh? Anh thấy có sao không? Thấy tám ông sao luôn gì sao? Đau quá à. Đưa đi bệnh viện liền đi. Dạ anh cố gắng chút xíu nha. Đứng dậy thôi anh. Đứng dậy được không? Được không được. Dạ nào ạ. Chết rồi. Cái gì mà yếu ớt quá à. Dạ không sao, không sao, không sao đâu. Không sao đâu. Lễ Quy, con phải luôn giữ khí tiết nha con. Giữ khí tiết cho ba. Ủa? Dạ. Cô sao lấy đồ đi giặt hả? Dạ. Ê, khoan đã. Dạ có chuyện gì cô? Ừ, đưa cho con đi. Nó dơ lắm rồi để tôi đi giặt. Đưa đây cho con. Dạ. Ờ, cô đi làm việc gì thì làm đi. Dạ. Ngựa hoang là ăn pháo của mày. Suy nghĩ cái gì nữa, thua đại đi con ơi. Làm gì cũng dòm ba dữ vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống ba vậy. Ba. Ủa bà. Ủa. 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 Gì vậy? Ủa. 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 Tại sao mày làm cái gì đây? Làm lưng phòng của con chứ. Áo yếu con nghĩ được không? Không phải. Tao lên. Tao lên. Bà ba bình tĩnh, bình tĩnh. Con nói rồi. Con hãy hụt bụi gian vào mắt. Cậu hữu dục chứ không có hề cái chuyện kia. Đứng lại. Đứng lại đó. Đứng lại đó. Tôi nói bà là hiểu lầm. Không hiểu lầm. Nghĩ hả? Nghĩ hả? Nghĩ hả? Ông bà ơi tôi. Ông con. Không có. Chưa. Bà ơi. Dạ. Con chào cả nhà. Chào con. Ờ con. Bạn. Chào bạn.
Mía ơi. Dạ. Lấy dùm chú miếng cơm nữa con. Dạ. Không có lấy nữa. Nè, hồi nãy giờ em thấy cái tô cơm này là có một mình anh ăn thôi đó nha. Anh ăn đủ rồi đó. Nhưng mà anh chưa có no mà. Không có được ăn nữa. Anh có biết là lúc này bụng anh bự lắm rồi không? Bụng anh là có nguy cơ bự bằng bụng ba rồi đó. Cái con này bụng mình còn thon lắm mà. Nhưng mà em không có thích đàn ông bụng bia. Chú ơi, vậy mình có lấy cơm nữa không chú? Không lấy. Không lấy. Chú cũng no rồi. Mỗi sáng sớm không biết ai gọi nữa. Vô trong phòng lấy ba cái điện thoại. Dạ. Dạ dạ cái gì? Tao nói vô lấy cho tôi cái điện thoại lẹ lên. Thôi ba kêu con. Tao kêu con tao chứ tao đâu có kêu con mày. Lẹ lên. Ờ mà khoan khoan khoan. Để ba. Dạ. Nè. Ngồi xuống làm gì vậy? Ăn cơm. Anh ăn hết chén cơm rồi mà. Là đi làm đi. Ờ anh quên. Anh đi nha. Ê, chờ tôi nha. Ok bạn. À, hên quá anh. Ừ? Trước khi đi làm á, khiên giùm em cái chậu này đi ra ngoài sân cho nó phơi nắng đi. Để đây không có ánh nắng là nó mau héo lắm á. Ừ. Được không? Ở đằng này thôi nha. Trời đất. Thiệt tình luôn, như vậy cũng bể ra được nữa à. Cái chậu của em. Trời ơi, có cái chậu chút xíu mà nó làm cũng không xong nữa. Tại cái lưng của nó đau quá. Sao rồi? Đau lưng nữa hả? Anh xuống lấy giùm em cái chổi đi, hốt cái này lại. Anh để liền. Thiệt tình luôn á, cái chậu của người ta mà. Nè, chổi nè em. Trời đất ơi, cái chổi này là cái chổi quét sân mà. Anh ơi, anh lấy giùm em cái chổi quét nhà đó. Sao con không lấy cái búa con? Lên đập cho nó nát ra luôn. Để con lấy chổi khác mà. Vậy mà cũng té nữa à. Đau không? Hả, đau không? Dạ đau lắm bà ơi. Tội nghiệp không? Hậu đậu. Có hả? Làm đi. Chán ghê luôn. Mày không biết phụ mà mày để ông già làm hả? Đang đau mà. Ê, tới đây con cạch không? Sáng nay tụi mình đi học rồi bạn. Học gì học hoài vậy? Thì phải học mới có tương lai chứ. À mà nè, ba của bạn á, tự nhiên tôi thấy thương chú ấy quá. Sao bạn nói vậy? Thì ở trong nhà chú không có dám hó hé gì hết. Ai làm cái gì hay chửi gì á cũng đều im lặng, chịu đựng, không dám nói gì hết. Này chuyện bình thường mà. Tại vì trong nhà tôi ai cũng giữ hết. Có mình ba tôi hiền, phải chịu thôi. Chứ biết sao giờ. À, đang chào chú. Dạ chú ơi, cho con lấy cái điện thoại được không chú? Điện thoại con nè. Dạ cảm ơn chú. Chú con đi. Ừ. À chú ơi. Có chuyện gì con? Cố lên nha chú. Cố lên là sao? Tại vì chú ở chung với cô và ông mà con thấy chú bị ăn hiếp hoài à. Con thấy vậy thiệt hả? Với tư cách của một người đàn ông trưởng thành, con nghĩ là chú nên bản lĩnh, mạnh mẽ, tự tin và vượt lên chính mình nha chú. Mình luôn tự hào là một người chồng tốt và là một người cha mẫu mực. Nhưng mình không ngờ rằng trong mắt người khác, mình lại là một kẻ đáng thương, luôn bị vợ và ba vợ xem thường. Không phải. Không có lý nào. Không phải vậy. Không thể như vậy được. Tâm Anh à. Dạ con không uống đâu chú. Con chỉ hỏi con nó đã hư chưa thôi chú ơi. Không phải chuyện đó đâu. Ở đây
Nha. Chuyện gì vậy chú? Con thấy chú là người như thế nào? Là sao chú? Con thấy cô với ông trong nhà này ăn hiếp chú lắm đúng không? Dạ. Thì ra là vậy thiệt. Chú ơi, hồi trước á, con cứ nghĩ chú là người làm công á, giống như chú tài xế vậy. Chú sao vậy chú? Chú không sao đâu con. Chú có cần một bờ vai không chú? Con cứ giữ bờ vai đó để mà xài chứ. Ba cho con qua nhà Thảo chơi nha. Sắp tới giờ ăn cơm tối rồi, còn đi đâu nữa con? Qua chơi chút xíu, chỉ xíu thôi. Về liền. Rồi vậy đi chơi đi, tranh thủ về ăn cơm hay chưa? Dạ, ok ba. Ê, nè, con tính đi đâu vậy? Con tính đi qua nhà Thảo chơi. Làm bài chưa? Đi chơi xong chút về ăn làm. Ở yên đó, không có đi đâu hết trơn á. Ở nhà làm bài tập cho mẹ. Hồi nãy con xin ba, ba cũng đồng ý rồi mà. Không được. Em, anh cho phép nó đi rồi. Em đã nói là không được. Ở yên đó, đi lên lầu làm bài tập cho mẹ. Không chịu đâu ba ơi, ba cũng còn. Nè. Thôi mà, hồi nãy anh đã cho phép nó đi rồi. Bây giờ em để nó đi chơi chút, về nó ăn cơm thôi. Anh bày đặt có chính kiến nữa hả? Ở trong nhà này ai mới là mẹ của nó? Đi lên lầu. Trước giờ cơm tối mà con không làm bài tập xong á là con biết tay mẹ nghe chưa? Học quay. Đi lên. Anh đã nói là anh lỡ cho phép con nó đi rồi, tự nhiên giờ em nói ngược lại, lỡ con nó nghĩ gì. Úi da! Ai cho mày ngồi đây? Mày nằm ra để tao khỏi có chỗ tao ngồi luôn. Dạ, ở đây rộng nhiều chỗ mà ba. Cái chỗ này là chỗ của vua ngồi. Trời ơi, cái con này con nít tao còn nói được. Thả con tép. Giờ tao đố mày nha. Thả con tép mất cái gì? Thả con tép thì mất con tép chứ mất cái gì ba? Trời ơi, con biết mà. Tôi hợp phòng tôi lo sợ. Vậy mà mày cũng làm được phó giám đốc nữa. Ba à, anh có bao giờ chịu đọc sách đâu mà biết. Anh đó, rảnh đó thì chịu học khôn chút đi. Người ta thả con tép là bắt con tôm. Có vậy mà cũng không biết nữa. Tới con tôm nó còn biết cái chuyện này. Trời ơi, mày suy nghĩ thì năng lực đâu mày làm phó giám đốc công ty. Coi lại mình đi. Tại vì chú ở chung với cô và ông mà con thấy chú bị ăn hiếp hoài à. Hồi trước á, con cứ nghĩ chú là người làm công á, giống như chú tài xế vậy. Mạnh mẽ lên nha chú. Con chịu hết nổi rồi. Thả con tép chắc gì bắt được con tôm. Lỡ nó chạy mất luôn thì sao? Lúc nào mà cũng coi thường con hết vậy? Còn cô nữa, thấy tôi không nói gì hết, lúc nào cũng lên đầu cổ tôi rồi. Vừa phải thôi chứ, tôi là chồng của cô mà. Còn ba, lúc nào mà cũng chê bai con, ba khi dễ con. Vậy ba tưởng chắc là con hài lòng những chuyện ba làm lắm hả? Ngay cái chuyện đơn giản thôi, cả nhà ăn cơm mà ba cũng không tôn trọng con nữa. Ba thả bơm vô tội dạ, ba thả mỗi lúc mọi nơi. Ba có biết phép lịch sự là cái gì không? Mày nói ai mới biết giữ phép lịch sự? Con cũng là con rể, cũng là một thành viên trong gia đình này. Bây giờ con yêu cầu ba phải tôn trọng, phải nói chuyện lịch sự với con. Cái gì? Bữa nay anh ăn răng hùm hả? Anh nói cái gì? Mày nói vừa nói cái gì đó ha? Mày điên hả? Anh nói lại cho tôi nghe coi. Con xin lỗi ba. Xin lỗi vợ. Trúng tay rồi hả? Chính thức
ra mắt cách đây không lâu tại trường đua Thunder Hill Raceway nước Mỹ. Sao nó đeo cái đó vậy? Tại anh thấy có lỗi cho nên tự trừng phạt mình đó ba. Thiệt là bánh ba. Nó phải đưa. Mày bủng xỉn với ba mày vậy hả? Ba, ba muốn ăn cái gì? Ông bồ quế. Nguyên, con ăn cái gì? Dạ, con mì xào giòn. Làm chi? Dạ. Con muốn ăn cái gì? Dạ, con muốn ăn bún thịt nướng. Quang, còn con? Dạ, dạ, con ăn phở chay. Phở chay? Dạ. Anh ơi, anh muốn ăn cái gì? Cơm tấm sườn mì chả. Nước mắm không ớt nha. Cơm thêm càng tốt. Cảm ơn. Và chú ấy đã làm như vậy suốt mấy ngày liền. Cho tới một ngày câu đầu tiên sau khi chú ấy tháo khẩu trang ra, con xin lỗi ba. Quý vị, chúng ta đang tiếp tục đến với lại chương trình 365 này, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại những quay đi chứ. Quay gì quay anh, chạy cái đó có hàng răng môi lẫn lộn anh chứ quay. Trời, tại cậu chưa chạy lần nào cậu không biết thôi. Cảm giác mà ngồi trên mấy chiếc đó như đi tàu bay vậy. Bố anh chạy rồi sao mà anh biết rằng vậy? Hồi đó tôi có được chạy một lần rồi. Dạ chú. Con thấy chú làm sao? Sao là sao chú? Ý là con nhìn chú mặc nguyên bộ đồ nè, con thấy chú đẹp không? Chú mặc đẹp lắm. Phải hả? Dạ. Sao giống như con khen cho có vậy? Con nói không có chút thành ý gì đó. Bây giờ con nhìn thẳng vô chú nè ha. Con nói đi, nhìn chú giống ai? Con nhìn chú giống Tom Cruise hay là giống shipper? Con cứ nói thiệt đi, nhìn chú giống ai? Dạ, con đâu có biết Tom Cruise là ai đâu. Mà cũng không có shipper nào mặc như chú hết. Nhìn chú giống ninja rùa hơn á. Cái gì? Dạ. Ý con nói là chú ăn mặc gì giống như phim hoạt hình vậy hả? Dạ không, con không có ý đó đâu. Tại chú kêu con nói thiệt mà. Nói thiệt thiếu gì lời nữa nói thiệt. Ý con nói chú giống ninja rùa là cái mặt chú ngu như con rùa vậy hả? Con không có ý đó đâu chú. Con xin lỗi chú. Con nhỏ này thiệt tình. Anh đang làm cái gì đó? Dạ, chú mới về. Đâu có làm gì đâu. Anh muốn ôm lại kỷ niệm xưa thôi. Gì mà mặc bộ đồ này? Tháo bộ đồ này ra. Thôi mà, anh chỉ muốn lái mô tô thôi mà. Không có mô tô gì hết đó. Em nói là cởi bộ đồ này ra. Thôi mà em, anh lái mô tô nhìn anh hoài phong lắm luôn á. Thiệt á, nhìn anh phong độ lắm á. Em không thấy điều đó hả? Em, anh lái mô tô đẹp mà ha. Anh mặc bộ đồ này đẹp ha. Em đã nói là cởi bộ đồ này ra. Anh quên hết những gì anh hứa với em rồi hả? We'll be right back.
dưới đây vậy? Ủa ai vậy anh Ngọc? Im! Anh nói là anh mua mô tô. Anh mua mô tô là để chở gái đó hả? Không 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 không, không phải vậy đâu. Đây là Nhi, là đàn em khóa dưới của anh á. Cái chân của cổ bị đau cho nên nhờ anh chở tới bệnh viện. Chứ không phải gì đâu, đúng vậy không Nhi? Dạ đúng rồi, nhưng mà chị là ai vậy? Tao là bà nội của mày nè, bây giờ cô bắt con quỷ. Ừ, bỏ hả? Anh đang nghĩ em mà thôi. Ui da. Bình tĩnh lại. Nè, tôi nói cho anh biết chứ chưa. Hôm nay anh chọn đi. Một là tôi, hai là mô tô. Em với mô tô liên quan gì tiên bắt anh chọn? Từ từ chứ giờ bắt chọn để đấu tranh tư tưởng hết rồi. Tôi đếm tới ba mà anh không chọn là anh biết tay tôi. Một. Em có chắc chắn chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ lắm rồi. Được, là anh chọn đó nghe chưa? Chở anh về hả? Gì vậy? Kể từ bây giờ, suốt cuộc đời còn lại của anh không bao giờ được đụng chơi chiếc mô tô nào nữa. Trời! Anh còn nhớ lời hứa với em không? Anh muốn lái mô tô. Trời ơi, mình ngu vậy không biết. Anh nói cái gì? Bây giờ anh có rảnh không? Tôi hỏi là bây giờ anh có rảnh không? Ủa, xe máy này của ông Nguyên nó mượn mà. Sao lại để đây? Cái thằng này không cất xe cẩn thận gì hết. Anh đang làm gì đó? Hèn chi mà đợi hoài không thấy vô. Thì ra là ở đây thử chiếc xe máy thế đó hả? Tại anh thấy chiếc xe nó để đây sẵn có chìa khóa trong xe nè. Cho nên anh định đề thử thôi à. Thằng Nguyên này thiệt tình á. Kêu đem trả chiếc xe máy mà cứ để đó hoài à. Em. Gì? Sẵn chiếc xe để đây anh mượn anh chạy vòng vòng trong khu nhà mình chút nha. Anh định chạy nữa hả? Tại xe này xe máy mà chứ đâu phải xe mô tô đâu, anh chạy một chút thôi. Anh muốn lái lắm hả? Vậy thì lái đi. Thiệt hả? Rồi sẵn tiện á, lái thẳng tới tòa ký đơn ly hôn luôn là vừa. Tập hồ sơ màu cam hả? Rồi nè, chị thấy rồi nè. Vậy tối nay chị đem xuống bệnh viện Tâm Đức với Bình Chánh giùm em nha. Tại em có cuộc hội thảo á, gấp gấp giùm em nha chị. Chị biết rồi. Tâm Ý, khoan đã. Dạ. Nè, cô tính đi siêu thị hả? Dạ. Khoan đi. Chú sĩ đang cần bộ hồ sơ này gấp. Nè, con ra đầu đường á, con đi xe ôm đi. Tới bệnh viện Tâm Đức ở huyện Bình Chánh nha. Nhớ nha, chú sĩ đang cần đó. Mà xe ôm biết đường không cô? Con không biết đường. Chắc là biết mà. Nè, chú hai ngoài đầu đường á, chú rành đường lắm. Đi ra ngoài đó hỏi đi. Tâm Ý, để chú chở con đi cho. Chú biết bệnh viện nè, chú có tới một lần rồi. Anh sao vậy? Anh có biết ở ngoài là giờ cao điểm không? Kẹt xe như vậy mà đi xe hơi biết chừng nào mới tới. Thằng sĩ nó đang cần gấp kìa. Không sao đâu, anh đi xe máy được mà. Đi xe máy chừng 30 phút là tới à. Anh biết chỗ đó mà anh đi lẹ lắm. Cái gì? Đi lẹ lắm. Thôi được rồi. Nhưng mà nè, anh lái xe phải cẩn thận đó nghe chưa? Anh biết rồi, yên tâm đi. Chờ chú chút xíu nha. Ê nè, anh còn đi đâu nữa? Con thấy sao? Chạy xe hóng mát thấy vui không? Dạ, chú nói gì con không có nghe gì hết á. Trời ơi, tự nhiên bây giờ thèm ăn cốt lết. Thôi được rồi, chú tăng tốc nha, ôm chú vô. Con đâu có nói là ăn trái cây tô đâu. Yeah.
hun 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 hun. Tâm sự với anh và tạm biệt. Hồi chiều tới giờ anh làm gì ở ngoài đó vậy? Đâu có gì đâu. Bà nói với con là qua bên bển ký hợp đồng bao nhiêu lần rồi Ngọc, sao vẫn chưa ký hả? Dạ con định ngày mai đi làm rồi đi luôn. Trời ơi sao mà lề mề quá vậy, suýt chút nữa người ta là hủy hợp đồng rồi đó. Ủa vậy hả ba? Vậy hả ba? Cái chuyện nghiêm trọng gì mà cái mặt nó tỉnh bơ à? Nếu mà con thiếu trách nhiệm như vậy á thì từ rày sắp tới ba sẽ không giao gì con làm nữa, biết không? Ba gấp trước đi ba. Mày gấp đi, mày gấp mày ăn giọng mày luôn đi. Hả? Ba này, trời đánh con tránh bữa ăn mà. Con thấy đó, cái thái độ nó vậy sao ba bực chưa được? Con xin lỗi ba nha. Vậy cũng ăn được nữa hả? Chung lệ giờ bỏ. Không là không nha. Đi mà em. Không có đi đâu hết á. Đi mà năn nỉ á. Không có đi. Đi. Không là không. Anh đi chút thôi anh về liền mà. Em nói không là không nha. Ở nhà là ở nhà nghe chưa? Cho anh đi xíu đi, anh đi ra đường hóng gió một chút thôi. Muốn hóng gió hả? Ừ. Đã chưa? Thôi, gió này ô nhiễm quá à. Không có đi là không có đi. Nghĩ cho anh đi chút xíu thôi anh về liền á. À cô ơi. Cái gì vậy con? Dạ, giờ con đi siêu thị, sẵn một khăn giấy luôn nha cô. Vậy con đi đi. Dạ, mà con đi bộ, con sợ tới đó trễ, siêu thị cũng sắp đóng cửa rồi. Cô cho chú chở con đi nha cô. Không. Nè, bây giờ trễ quá thì thôi đi, ngày mai con hãy đi. Dạ. Mai trễ lắm. Dạ không được đâu cô, tại giấy vệ sinh ở lầu 2 hết rồi. Với lại con còn đi mua đồ ăn cho cả tuần nữa. Bây giờ không đi là không được đâu cô. Cô cho chú chở con đi đi, con chạy vô mua rồi con về liền. Nha cô. Nếu vậy thì thôi, đi đi. Nhưng mà đi lẹ đó. Dạ. Chú đi thay đồ. Chú dừng lại đi chú. Có chuyện gì ạ? Dạ chú để con ở đây được rồi, lâu lâu mới được đi chơi mà, chú đi chơi đi. Sao vậy? Dạ thì tại con đi bộ là được rồi, chú cứ đi chơi cho khuây khỏa nha. Mà tầm một tiếng không chú, để con đi siêu thị rồi ghé đây đợi chú luôn. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Vậy chú sẽ tranh thủ đi nhanh rồi về đây đợi con nha. Dạ, chú đi cẩn thận nha. Ừ. Tâm ý à? Dạ. Thôi, con đừng đi bộ nữa, lên xe chú chở đi cho nó nhanh. Từ đó giờ chú cháu mình không hiểu nhau. Nhưng kể từ bây giờ, bất cứ có chuyện gì buồn, chú cháu mình sẽ chia sẻ cùng nhau nha. Lên xe đi. Dạ. Xong chưa? Dạ, rồi chú. Bây giờ chú cháu mình sẽ đi một chuyến cho khuây khỏa nè. Con thấy thoải mái hơn chưa? Dạ, con thấy thoải mái rồi chú. Tâm ý à? Dạ. Từ đó giờ có khi nào con coi thường chú không? Dạ, con đâu có bao giờ coi thường chú đâu chú. Thiệt hả? Dạ, con nói thiệt mà. Con chưa bao giờ coi thường chú luôn. Dạ. Vậy mà chú cứ làm phiền con hoài, chú xin lỗi con nhiều nha. Dạ, không sao đâu chú. Vậy là từ bây giờ, hai chú cháu mình sẽ là đôi bạn thân rất thân luôn ha. Dạ. Dạ. Con cũng hét lớn giống như chú đi cho thoải mái. Dạ. Vậy bây giờ chú cháu mình sẽ đi chơi xả láng luôn. Yeah.